cá nuôi thành ra lúc nào nó cũng cũng màu mỡ bự nhất. Rồi giờ tới công đoạn cuối cùng. Như chúng ta thấy thì cái màu cá rất là tươi, đủ vị, bầu thì xanh, lá hành nó xanh, cái màu sắc của cái xương lô bầu rất là đẹp. Thì kính thưa quý vị các bạn, Súc Trăng là cái vùng đất của sự giao thoa văn hóa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, và mỗi một cái cộng đồng lại có một cái nét văn hóa riêng rất là đặc trưng của mình. Riêng về trong đó là có cái nét văn hóa về ẩm thực thì nó cũng rất là tiêu biểu cho mỗi cái cộng đồng dân cư. Thì hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị một cái nét văn hóa ẩm thực của đồng bào Khmer, cũng rất là trưng của vùng đất Sóc Trăng, đó là cái món xiêm lo. Và đồng hành với tôi hôm nay thì có chú Nguyễn Thanh Bình, một người có rất là nhiều năm nghiên cứu về vùng đất, con người và văn hóa ở Sóc Trăng. Chào chào các bạn. Thì nghiên cứu thì cũng có nghiên cứu, nhưng mà sâu sắc thì cũng chưa có sâu sắc đâu, cũng còn nhiều gì cũng cũng ngon lành hơn. Nhưng mà đối với cái chuyện nghiên cứu về vấn đề ba dân tộc đó, thì tôi thích chuộng nhất là về dân tộc Khmer. Tại vì bà con Khmer còn có nhiều cái rất hay, có những cái rất hay. Chẳng hạn như là cái món ăn ăn Khmer thì bây giờ nó giao thoa, nó không không có còn đặc chủng như hồi xưa, nhưng mà nói về một cái món ăn của người Khmer thì hầu như ai cũng biết đây là món ăn rất là dân dã, bình dị, dễ tìm vật liệu và có sẵn ở chung quanh chúng ta, nó không có đòi hỏi cao sang cao lương mỹ vị như là những món ăn khác. Thì hôm nay gặp Phúc và các bạn thì tôi mạo muội thôi nói về nghiên cứu thì cái món món ăn Khmer thì hầu như nhiều người biết lắm, đặc biệt là hôm nay tôi sẽ đãi các chị một món xiêm lo bầu, một món ăn thuần khiết của bà con Khmer. Nói xiêm lo thì có nhiều cái món đó, ví dụ xiêm lo mà chua, tức là canh chua của người Khmer nấu bằng trái cà xanh, xiêm lo cà cô, rồi xiêm lo đầu khô nấu với bắp chuối sắc nhuyễn. Thì hôm nay tôi sẽ nấu xiêm lo bầu để các vị xem xét. Thì thưa quý vị, thì như chú Bình cũng vừa nói sơ qua số nét đặc trưng của cái món xiêm lo, đặc biệt là món xiêm lo bầu, hôm nay chúng ta sẽ được chú thực hành tại chỗ chúng ta xem. Thì thưa chú, thì cái mình nếu mà nói về món này thì mình có thể chia sẻ thêm một vài cái thông tin về cái xuất xứ cũng như là cái sự ra đời của món xiêm lo được không ạ? Đầu tiên mình phải khẳng định là trong cái kho tàng ẩm thực của Sóc Trăng nước riêng và có khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà nơi nào có nhiều đồng bào Khmer, chẳng hạn như Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, thì một cái món ăn rất là phong phú. Mà điều đầu tiên tôi cảm nhận là món xiêm lo là phải món đặc trưng của người Khmer, của bà con Khmer. Tại vì nó có hai cái chuyện, thứ nhất là bắt đầu có cái mắm ở trong cái thức ăn. Mà mắm thì coi như đặc trưng của bà con Khmer, đặc biệt là mắm bò hấp, một món ăn rất ngon, rất thơm. Cái thứ hai nữa, bà con Khmer thì ở trong quê thì thường thường không có chuộng cần phải có cái món này món nọ, những món dân dã, ví dụ như là ở sau nhà có trồng cây bầu, trái bầu thì đem vô nấu xiêm lo bầu, chọt một cái bắp chuối thì cũng với một cái đầu khô hoặc là một khúc cá nào đó, cá đồng đó, thì chúng ta cũng có được một cái nồi xiêm lo cô cô Thì riêng về cái nguyên liệu để mình chế biến cái món mà xiêm lo bầu đó chút, thì mình bao gồm những cái nguyên liệu nào như sao hết? Trước nhất thì nấu xiêm lo, cái điều đầu tiên của xiêm lo là phải có mắm bò hấp, đó là một cái món rất là đặc chủng của bà con Khmer. Đây mắm bò hấp, cái bò hấp này thì không ngon lắm, bò hấp ở ngoài chợ. Nếu mà chúng ta được đi về vùng Phú Tâm hoặc là đi về
hoặc là đi về khu vực Trần Đề. Trần Đề thì mắm bò hóc là cá biển nhiều, Phú Tân thì mắm bò hóc cá đồng, trong đó là mắm bò hóc ốp cá chê vàng. Mà nếu mà được mắm bò hóc ốp cá chê vàng mà nấu là mắm này thì phải nói là hàng xóm chạy lại để nghe để coi nó rất là thơm, nó bay bình. Cái thứ hai đó là xả. Cầm lên giới thiệu cái là cách cái gia vị. gia vị gồm có xả, hành tím sắc mỏng và xả cây. Thì đúng ra cái món này hồi chứ hành lá món này hồi xưa thì không có cầu kỳ gì đâu, tức là bà con mà đi làm đồng thì được con cá rồi bẻ trái bầu ra gọt sơ sơ sơ, người ta bỏ mắm vô người ta nấu, không cần xả bằm, không cần hành tím gì hết. Nhưng mà dần dần về sau này do cái giao thoa giữa ba dân tộc có người Hoa, người Kinh và bà con Khmer thì bắt đầu xuất hiện những cái cầu kỳ hơn, ví dụ như cá thì phải cá lồng, xả thì phải xào lên cho thơm, phi thơm xả rồi phi thơm hành xong rồi mới đổ nước vô rồi mới cái này nọ. Như chú nói thì có cá, mà hôm nay là chúng ta nấu bằng cá gì vậy? Hôm nay chúng ta nấu bằng cá lóc đây, cá lóc với bầu. Cá lóc này thì 1 ký mấy, nhưng mà tại vì cái lượng của mình khách đó, khách ít quá thành ra tôi phải cắt hơn nữa. Chúng ta chế biến món này là trong khoảng bao lâu ạ? Này có tới chừng 20 phút rồi. Cũng xin giới thiệu thêm là ngoài cá bầu đều không thể thiếu về món bò hóc về các gia vị thì còn có thêm Những cái bột ngọt rồi bột nêm rồi đường, nhưng mà đặc biệt cái món này là đường không phải là chủ lực, mà chủ lực của nó là bầu, tại vì bản thân cái bầu nó vô nước nó sẽ ngọt, mình đường chẳng qua là mình theo thói quen thôi, đường bột ngọt theo thói quen, bột nêm thì cho nó hơi hơi nó có cái mùi dân dã chả búa chút. Chắc là hôm nay là chú hướng dẫn cho mọi người làm cũng như là chú thực hành luôn cái món này. Làm trực như nãy chú nói là khoảng khoảng 20 phút. Mình vừa làm mình vừa trình bày cho chú ấy. Thì tôi bỏ vô đây 1 muỗng dầu ăn. Khi mà chờ nữa nhỏ chút, khi mà chờ ăn xong thì chúng ta bỏ chả vô xào cho nó hơi thơm chút. Nhưng mà các anh chị thì cũng đừng nên bỏ nhiều quá, lý do là cái mùi xả mà nó thơm quá nó sẽ át cái mùi mắm bò hóc của mình. Rồi giờ tới hành tím. Cũng tùy theo mình, khách nhiều thì chúng ta nướng nhiều, ít thì chúng ta đổ ít, nhưng mà phải cho ngập cá để cái cá nó chín đều. Khi mà nước sôi, khi mà tất cả cái xả với hành tím này nó vàng rồi thì chúng ta đổ nước vô sôi. Ở trong quê thì không có cầu kỳ như mình đó. Món này là món ở ngoài ruộng ngoài đồng chứ không phải là món trong nhà, mà gạch men này có nó không không phù hợp lắm. Mấy ông chơi chú tôi xưa ở Buôn Chớp, tôi có thời gian ở Buôn Chớp cũng lâu, mấy ông chú tôi ở Buôn Chớp thì cũng ra chụp bờ sông rồi, rồi có cái nồi nó ám khói đen thui đó, rồi cũng đào một cái lỗ nhỏ nhỏ để mà làm cái bếp cái giả chiến, rồi cứ đổ nước vô rồi bỏ mắm vô rồi có gì đó xung quanh nó có gì đó cứ bỏ vô hết, bắp chuối cũng được, bầu cũng được, nhưng mà đừng cứ bỏ những cái loại mà nó trái phái, ví dụ như mướp này kia, đậu bắp rồi đó thì không được. Món này thì món đơn giản, thì chắc chưa bà con đi làm đồng mà có thể nhà ở xa đó, người ta nấu một cái món, rồi người ta ra ngoài bờ ruộng góc vườn đó ta ăn. Nó giữa cái khung cảnh cây cao bóng mát rồi gió thổi hiu nó hữu tình hơn.
bây giờ nó chuẩn bị vàng cho chúng ta, chúng ta vàng lắm. Cái này thì nó đòi hỏi cái là những người thích ăn với người không thích ăn, tại bà hóc thì lúc nào cũng có cái mùi thơm lừng lửng của cái món mắm, thành ra nếu chúng ta bỏ nhiều quá thì có những người không thích ăn đã ăn không được. Bây giờ chúng ta đợi nước sôi. Đợi nước sôi. Bây giờ tới cái phần thứ hai, sau khi nước sôi rồi đó thì tôi mới vừa hạ lửa xuống đây. Sau khi nước sôi thì chúng ta bỏ mắm vào trong cái rây cho nó tan ra, thì giống như nấu lẩu mắm thôi. Thật ra cái này nó cũng là một cái dạng lẩu mắm nhưng mà nó nhạt hơn, rồi nó ít có cái gia vị hơn, nói cái phụ liệu hơn. Đợi cho nó rã xương được. Mắm bò hóc này thì mau đã xương. Xong. Người ta thì sau khi mắm xong người ta mới để gia vị vô và nó mới nêm nếm, còn tôi thì tôi khác, tôi nêm nếm trước. Giờ trước nhất chúng ta cho khoảng 2 muỗng đường, 2 muỗng nhỏ thôi. Thử coi mắm nó mặn nhạt xong rồi bắt đầu mình tính tới cái vụ nêm tiếp, tại vì cái món này cái nêm nó rất quan trọng. Nó không ngọt lắm, chúng ta thêm 2 muỗng đường nữa, tức là nếu mà cái nồi nước gì thì phải 4 muỗng đường mới vừa. Cái mắm này không mặn lắm, đúng là cái mắm bò hóc ớt của Vũng Thơm mà nếu mà nấu gì thì nó rất mặn, nó sẽ rất là vừa ăn, mình không cần thêm bột nêm, không cần thêm nước mắm đường muối gì hết, nước mắm muối gì nữa hết, dùng cái mắm này nó không mặn. Giờ chúng ta phải bỏ, bây giờ bỏ từ từ thôi, chúng ta bỏ khoảng 3 muỗng bột nêm để coi cái mặn nhạt như sao. Tôi thì có nấu là tôi ít có khi nào một nêm một lần, nêm nhiều lần. Đâu có xài bột ngọt, cũng xài bột nêm, chủ yếu là muối, đường cũng là chủ yếu. Muối, đường, nước mắm là ba cái vị chủ yếu của cái bất cứ một cái nồi thức ăn nào. Sau khi nước sôi, nêm nếm xong xuôi thì chúng ta bỏ bầu cho trước đi. Bầu trước để lấy cái vị ngọt nó trước. Cá này thì cũng tôi nói cho rõ với các anh các chị, cá này là cá lóc nuôi, thành ra nó không có dẻ thịt như là cá lóc đồng, nó rất là mau mềm, mau rục, nên mình cứ để bầu cho trước. Khi mà bầu bắt đầu tái lại thì chúng ta bỏ cá.
Cá vô cá này thì đúng ra phải cắt ra, nhưng mà tôi thấy để gì cho nó coi cho nó được. Cá nuôi thành ra lúc nào nó cũng màu mỡ bự nhất. Rồi giờ tới công đoạn cuối cùng, mình thì chủ yếu là dân dã, thành ra món này là món dân dã, mình làm giống như trong quê đó. Hồi xưa thì ông bà là cứ bẻ ngang thôi, mình có khéo thôi thì khéo, còn cần trống thớt nhé, để cho nó đều lên trên. Nói chung bàn tay của mấy ông thanh niên thì mấy ông đàn ông thì không có được tỉ mỉ như người nữ. Nữ người ta thắt khéo lắm, mình thì cái nhà lá giường làm sao mà thấy cho nó ăn được thì cứ làm. Và cái cuối cùng đó là chắc mình phải nêm lại cái để cho nó đúng chữ đúng chất. Thơm thì có thơm đó, nhưng không biết cái nước nó làm sao. Cái mùi bóng kho nhưng mà nó nồng hơn so với bóng kho hoặc là lẩu mắm chúng ta thường hay ăn. Cái mùi mắm bò ốc này nồng, tương đối nồng so với cái mắm mà thường chúng ta hay mua ngoài chợ. Ừ, mắm sống thường. Dạ. Nó có chất ngọt nhưng mà nhiều khi do thiếu bầu hoặc là cá không đủ. Đó là cũng ngọt nhưng mà chưa đủ lắm, đủ vị lắm. Thì tôi chú thì món này á, để mình đánh giá là nó ngon thì mình dựa vào cái tiêu chuẩn nào mình để đánh giá món xin lo bầu này là ngon ha. Món này trước nhất nó phải thơm trước một cái, phải thơm mùi mắm. Thứ hai nữa là nước làm sao mà cho nó hơi ngọt dịu, hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, nó na ná giống như là bún nước lèo, nước lèo của bún nước lèo vậy đó. Tại vì cái đây mình cũng thiếu cái một cái phụ liệu nữa là ngã bún. Tại vì sáng đi chợ trễ quá, thành ra thôi ngã bún đó này, thành ra mình phải chịu. Như món này thì thường là mình dùng kèm với ăn với gì á? Với bún, bún là chủ yếu. Trong quê thì hồi xưa thì bún hiếm lắm, thành ra ăn với cơm. Buổi trưa buổi chiều ăn với cơm, còn mình giờ bún quá nhiều ra mình ăn với bún là nó ngon hơn. Dạ. Mình thưởng thức luôn. Như chúng ta thấy thì cái màu cá rất là tươi, đủ vị, bầu thì xanh, lá hành nó xanh, cái màu sắc của cái xương lo bầu rất là đẹp. Thì
ta như chú Bình nói thì chúng ta sẽ ăn với bún thì nó hợp hợp vị hơn, cũng có thể ăn với cơm nhưng mà thường thì ăn với bún. Mời chú. Đúng ra món này thì ngồi dưới đất ăn thì nó thú vị hơn hơn là ngồi trên bàn, tại món này xuất thân từ dân dã, ngồi dưới đất nó lúc nào nó cũng có vẻ vậy đó, nó dân dã, nó sàn giả hơn là mình ngồi trên bàn rồi bày đủ thứ trên bàn hết trơn, quý tộc quá này. Nhưng mà rất tiếc đó là ngồi dưới đất, mà ngồi dưới đất đó chứ không phải ngồi trên đất mà gạch men ngồi trên đất ừ, đất đó. Ở trên có bóng dừa đó ha, thú vị hơn, gió mát. Rồi thôi xin mời rồi, mời quý khán giả. Ngon dở đừng chê, lý do là cái này là nhà bếp nghiệp dư chủ yếu là nấu món nhậu đó, chứ món mà món quý tộc thì nấu được. Cái thớ cá nó còn chắc. Đầy rượu nè.